cái tội nhắm cơ mình đúng không? Anh chị có thể không hẹn họ chứ có hẹn. Wow. Cái múa đâu ra? Cái con này đấy. Sao rồi? Sao không sao qua chơi chắc người ta đem về luôn ta? Xe hả? Không, anh mới có xe ben ở đây mà.